Dạ, em là Hoàng Thị Ngọc Tâm và em hiện đây là học sinh ở trường Western Awa Test Community College ở bên Mỹ và em học ngành thiết kế đồ họa. Thì em muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt và học tập ở một đất nước xa lạ nên là em chọn học ở Mỹ. Em khá hài lòng rồi, tại vì người quen của bạn em đã từng làm hồ sơ du học ở đây nên là họ đã giới thiệu cho nhà em đến đây. Dạ không, tại các anh chị đã hướng dẫn em rất là nhiệt tình nên là em cảm thấy khó khăn gì lắm. Hôm đó em cảm thấy em khá là may mắn và tự tin khi mà phỏng vấn với lại các lãnh sự quán nên là em nghĩ điều quan trọng nhất là tự tin. Với lại trả lời câu hỏi lưu loát là được.